Mình chào bạn. Trong video clip này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để sử dụng tính năng dịch trên các bình luận của TikTok để các bạn có thể hiểu được một cách thoải mái nhất và biết được người khác đã bình luận, đã comment những gì nhé. Thì chúng ta hàng ngày vẫn lướt TikTok và bắt gặp rất nhiều các video khác nhau. Và tất nhiên, không chỉ là các video trong nước mà còn có thể là các video, các nội dung chia sẻ từ nước ngoài. Và tất nhiên, trong những nội dung như vậy thì sẽ có những bình luận và người khác có để lại ở khu bình luận của chúng ta. Và khi bắt gặp những bình luận như vậy, chúng ta có thể vào đọc nhưng mà không hiểu nghĩa, thì chúng ta sẽ thực hiện nó dịch như thế nào. Ok, ví dụ như ở đây chẳng hạn, mình nhấn vào mục bình luận ở đây, có rất nhiều các nội dung khác nhau. Họ đã để lại bình luận, để lại comment, nhưng rõ ràng với tiếng Nga, tiếng Pháp, thậm chí là ngôn ngữ rất khó hiểu như thế này, tiếng Ấn Độ chẳng hạn đây. Thì làm sao chúng ta có thể hiểu được hết được những nội dung này? Thì chúng ta sẽ phải dịch. Và cách thực hiện như thế nào? Bạn cùng theo dõi nhé. Mình sẽ chỉ cho các bạn ngay lập tức đây. Khi chúng ta bắt gặp một video clip với những nội dung bình luận tiếng nước ngoài mà chưa hiểu, thì các bạn cứ nhấn vào đây cho mình. Đó. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là có rất nhiều các ngôn ngữ khác nhau. Và các bạn thấy bình luận này rất đáng yêu chẳng hạn. Bạn muốn hiểu nghĩa của nó thì bạn chỉ cần nhấn vào. Ở đây sẽ bắt đầu hiển thị ra là các mục. Đó là gửi đến bạn bè, thêm vào yêu thích, dịch hoặc là báo cáo. Bạn nhấn vào dịch cho mình. Ok, nó đã dịch ra tiếng Việt cho chúng ta đây. Nó rất dễ hiểu đúng không? Tiếp tục là một cụm từ tiếng Anh này chẳng hạn, mình cũng thấy là nó khá là chưa hiểu nghĩa lắm cho lắm, mình muốn dịch lại. Đấy, các bạn cũng nhận hơi mạnh tay một tí nhé. Rồi, chúng ta sẽ nhận vào. Đó, các bạn thấy không? Nó đã dịch ra tiếng Việt rồi. Tiếp tục mình sẽ tìm kiếm các video khác nha các bạn. Mình nhận vào mục bình luận đấy rồi. Ở đây có ngôn ngữ mình nghi ngờ là tiếng Thái chẳng hạn. Mình cũng nhận vào dịch. Đấy, nó thực sự đã chuyển ra tiếng Việt cho chúng ta và ta đã hiểu được nội dung comment ở đây. Tất nhiên nhiều bạn đôi khi nhận vào các phần bình luận và đọc phần dịch, nhưng mà nó lại không hiển thị ra tiếng Việt và nó là hiển thị ra tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ấn Độ, tiếng Thái Lan. Vậy thì chúng ta sẽ cài đặt phần dịch này như thế nào? Các bạn cùng theo dõi nhé. Để có thể cài đặt được phần dịch như thế này, các bạn vào mục hồ sơ cho mình. Tiếp tục vào phần cài đặt ở phía trên, dấu ba gạch đây. Bạn vào mục cài đặt và quyền riêng tư. Chúng ta sẽ kéo xuống phía dưới vào mục ngôn ngữ. Ở đây trên ngôn ngữ ứng dụng ấy, thì các bạn cứ chọn tiếng Việt cho mình. Còn trong ngôn ngữ bản dịch thì các bạn cũng chọn là tiếng Việt nhé. Chúng ta sẽ chọn mặc định là tiếng Việt. Còn trong trường hợp mà chúng ta sẽ chọn mặc định ấy là tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga, thì tất cả các bản dịch của ta nó sẽ ra là ngôn ngữ đó nha các bạn. Còn ở đây chúng ta nếu chọn tiếng Việt thì khi nhấn vào chữ dịch thì nó sẽ dịch ra tiếng Việt cho chúng ta. Và chúng ta tất nhiên là những người Việt Nam sử dụng tiếng Việt thì chắc chắn chúng ta sẽ dễ hiểu nghĩa hơn. Như vậy là mình vừa chỉ cho xong cho các bạn cách để dịch một bình luận, một comment bất kỳ trên kênh TikTok. Đồng thời cũng hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt luôn trong mục thông tin cá nhân của TikTok để sau này khi chúng ta cần dịch ra ngôn ngữ nào thì nó đều hiển thị nhé. Bây giờ thì chúc bạn thành công. Nhớ vào thao tác và thực hiện theo những gì mà mình đã hướng dẫn nhé bạn. Nếu có cách nào hay hơn thì cũng ghi lại nội dung bên dưới cho mọi người cùng học hỏi. Chúc bạn thành công.